Rồi, xin chào tất cả anh em ơi, coi cá nha. Anh em ba miền Bắc Trung Nam. Thì hôm nay em trở lại đây. Bữa trước cái lô sơ lược nha, cái lô bữa trước 850 món của em về đem đã giao lại cho thầy thợ lái hết rồi nè. Em đã đóng hàng lại rồi, chuẩn bị giao nè. Nó hàng này vừa dứt điểm xong. Hàng hệ hàng mới, hàng cao cấp về tiếp nha anh em. Thì đây, em vừa về em vừa banh miệng ra. Để chút em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Thì những cái mặt hàng này á, thì hàng em về số lượng lớn nên em ưu tiên cho anh em nhập sỉ trước nha, ưu tiên cho anh em thầy thợ lái đâu đó nhập sỉ số lượng trước nha. Còn cái trường hợp em bán lẻ em sẽ up clip sau, anh em thông cảm giúp dùm em. Tại vì mùa dịch này em hàng về nhiều quá. Em cũng anh em nào mua lẻ chịu khó mua lẻ thì đợi em nha. Có thể cho ngày sau nếu mà không ai chốt thì em sẽ lên lẻ cho anh em xem. Đó, anh em cho anh em xem trước nha. Đây thùng máy nè. Đây thùng mồi. Mồi zip nha anh em. Một thùng mồi zip đó, mới chưa sử dụng nha. Hàng đây nè, hàng trưng hàng bài Nhật nha, mồi zip nè. Đó, thùng này thì chỉ có hai màu nha anh em. Một là màu xanh, hai màu đỏ, một màu xanh, hai màu đỏ thôi. Một hộp vậy là 1 2 3 4 5 6 con. Một hộp nó là 6 con nha anh em. 6 con mới chưa sử dụng, size một luôn, size 85 g, cả hai màu đều là size 85 g hết, tất cả thùng dưới này đều là size 85 g hết. Đó, mới chưa sử dụng, mới 100%. Một hộp này em bán lẻ, một hộp 1 2 3 4 5 6, một hộp 6 con này em bán lẻ là 800.000 một hộp nha anh em, không bán lẻ từng con nha. Em chỉ bán theo hộp thôi, hoặc là ưu tiên cho anh em cửa hàng nào chốt hết sẽ có giá hấp dẫn cho anh em nha. Anh em nào chốt hết nguyên một thùng này sẽ có giá hấp dẫn. Còn mua lẻ thì em chỉ bán theo hộp thôi, có thể đổi cháo qua lại, có thể ba con màu xanh, bốn con màu đỏ, hoặc là đổi qua lại gì nè, chứ em không bán lẻ từng con nha. Một hộp chỉ là 800.000. Nói em bán lẻ là anh em nào chốt sẽ chốt liền. Một hộp 800.000 có thể đổi màu, sai qua lại hai màu thôi. Nó về phần hộp thùng mồi của em. Về máy câu đây. Máy câu đây. Một thùng máy câu. Ben Mỹ. Size 9.500, tôm bộ chà bá luôn. Các bạn bắt đùi em như nè. Anh em nào có cá mập thì chơi mấy con này nha. Ben Mỹ nè, một con nè. Đây. Kotate nè, Kotate gì nè, da băng nè, size 3.5 mắc in da băng nè, quá đẹp luôn, con này cũng dòng cao cấp luôn nè anh em. Đây, con khủng long bảo chúa nữa nè, siêu khủng long nè, đây qua tournament 5.000 mà con này size có 8.000 nha nè. Tournament, đây qua tournament mắc in da băng luôn, to đùng chà bá bự luôn, đó, nó size có 8.000 chứ nó, em nói giờ. Đây, Team Power. Tuyên Power 6.000 BG mắc in da băng. Đó, em về đợt này đặt rồi là hàng lô bãi, lô bãi hàng Nhật về đợt này là hàng tuyển nha anh em. Đây một cái cối rời đi, một cái rời của con Ben nha, cối 9.5 nè. Đây một con Ben 8.5 nha anh em, cái tay quay nằm trong này nha, có tay quay chứ không có nha anh em. Đây con này cũng xa 9.5 nữa nè. Đó, cái thùng này thì được 4 con máy Ben nha anh em, 4 con máy Ben, 3 con 9.500, 1 con 8.500. Đó, một thùng. Qua thùng thứ hai luôn. Thùng thứ hai có gì đây? Thùng thứ hai, một con Stella. Stella X đúp. Một con Stella X đúp. 6.000 Stella. Có Stella luôn kìa. Đây, thêm một con Katate nè. Dòng custom nha anh em, cũng mắc in da băng luôn nha. Con đây, con này cũng giống con bên kia nè, cũng dòng custom, con bên kia bản thường hết ta, con bên kia bản thường, con này ban gửi dòng custom nè, bản cao cấp hơn nè. Hai con. Ê, một con kit 4.000 da băng. Đó. Đây một con Team Power 5.000 HG da băng. Đó, thằng này nữa, thùng này nữa nha anh em, Biomaster XT4.000. Đây qua Lucida 6.000 mà size này chắc cả 10.000 á, nó bằng bắt chuối em nha. Một con Arinos 4.000. Tournament 4.000, đây qua Tournament 4.000 da băng. Arinos 8.000. Đây một cặp Lucida, đây qua Lucida 6.000 mà size thực chứ cỡ 8.000 10.000 nha anh em. Tô chà bá nè anh nha. Gì đây? Navi 4.000. Đây có chỗ châm dầu nè.
Đây, Navi 6000 da băng. Emblem. Emblem 4000. Gì đây? Luviat nha anh em. Đây qua Luviat 2500. Gì đây? Utega 6000, hàng gì đây? Má nó mờ quá vậy nè. Mình sẽ băng nha. Utega 3000. Máy phải cỡ này, Utega 2500. Máy phải cỡ này nha anh em. Đây qua cối nông mua bên sống. Đây qua cối nông mua bên sống luôn. Bởi vì anh em tin tưởng tôi là được rồi. Không để anh em chết mà anh em không tin. Bio 5000 da băng. Con này hàng da băng nha. Anh em cứ sợ. Đây tu Utega 2500. Mắt in da băng. Đây Bio Master 8000. Máy da băng luôn. Còn da băng không. Có cái nào mua bên sống. Da băng luôn. Đây Shimano GT, con này sống hay chết đây. Sống luôn nha anh em. Bio Master 4000 da băng luôn. Sahaga, Sahaga C3000 Malaysia. Midi Long Max 9000. Đây qua Midi Long Max 9000. Đó, còn con cuối cùng nè, con Arinos 6000 nha anh em. Nó anh em tin tưởng anh em chốt trước. Tôi đã chào hàng cho anh em trước rồi, anh em cứ đắn đo suy nghĩ, anh em ậm ậm ừ thì anh em gắng chịu nha. Hàng như thế này thì còn đồ gì nữa. Hàng đẹp, hàng xách tay, nó chôn về anh em mua hàng á. Thì ví dụ hàng chưa về tôi chưa khui ra thì anh em chốt còn giá thơm, chứ về tôi khui ra rồi hàng đẹp thì mình tất nhiên sẽ bị chim giá lên thôi, chứ không còn giá chốt như ban đầu tốt ban đầu nha anh em ơi. Anh em nào chơi mù với tôi á, anh em nào chơi mù với em á thì em sẽ để giá ban đầu là giá tốt, giá mù cho anh em. Còn anh em nào không tin tưởng, anh em về đợi khui hàng ra kiểm tra từng con như đây á thì anh em phải chấp nhận giá cao nha. Tại vì em đã ôm cái độ rủi ro cho anh em rồi, anh em chia cái độ rủi ro ra cho em thì anh em mỗi người lời ít. Còn khi em đã ôm cái rủi ro cho anh em rồi, anh em về với việc anh em làm cái lời không thì anh em phải chấp nhận, em kê giá lên. Đây ba thùng máy, bốn thùng máy rồi. Đây là một thùng máy bãi hàng Nhật về nha anh em. Này là máy bãi, máy lộn xộn trong đây nè. Bữa trước em về bốn thùng mới bán rồi. Còn một thùng này thùng sót nè. Thùng sót là không phải là cái thùng cặn nha, là cái thùng nó nằm trong kẹt, moi ra không được thôi. Tới chừng hàng quá đi hết rồi moi ra được nó mới về được nha anh em, mới lấy được cái thùng này nè. Đáng lẽ là bữa về 5 thùng mà nằm trong kẹt, em về trước 4 thùng. Đó, còn một thùng này là thùng máy bãi nè, giống như mấy thùng kia thôi. Đây con là con gì đây nè, đây qua Red 5000 nè. Đây nó nằm trong đây, nói chung em sẽ moi lớp mặt cho anh em xem nha, anh em nhiệt tình tôi sẽ moi lớp mặt cho anh em xem luôn, trong có đổ ra hết nhà thì em lu bu lắm. Đây lớp mặt nè. Utega nè, máy tô đùng chà bá nè. Đây Navi nè, 2000 nè, máy tô chà bá. Đây qua nè. Đó, nói chung máy sạch nha anh em, máy này máy từ Nhật về nha anh em, chứ không phải là máy hàng cam, đồ hàng cam, đồ hàng cam bị đứng hình rồi không về được đâu. Đó, em sẽ mô sơ sơ cho anh em xem nha. Đây em mô sơ 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 bộ cho anh em xem. Ây da, sơ bộ cho anh em xem nha. Có cả cối nồng nè, đây qua cối nồng nè. Nè, có cả Utega 4000 ở đây nó vậy nè. Đó nó nằm dưới đít nè. Cái con gì trắng trắng bự bự dưới nó kìa, không biết nữa kìa, em chưa có moi ra. Đó để sơ bộ thùng máy như vậy. Thì anh em nè. Đó rồi, hết máy nha anh em. Sơ lược máy như thế này. Anh em nào làm luôn nào thì cứ inbox cho em. Chuyển qua cần nha anh em. Cần thì em được mớ cần dây trong nha. Đây tất là nguyên lô này là cần dây trong rút nè. Carbon hết nha anh em.
đó 50 3m9 rồi nè. Qua trước anh em nào hỏi dây trong nhiều thì rút ở đây nè, dây trong 80 đến 100 rồi nè. Đó, đây là nguyên bó còn dây trong rút nè. Đây còn bó này cũng còn cần dây trong hết nha anh em, còn dây trong tiễn lựa nha anh em. Agot 30 3m6 rồi nè, 3 khúc nè, cần rút rồi nè. Đó, cần rút, cần khúc, nó nằm lên đấy chứ, là có cả cần ISO rồi đó này nha anh em. Nè, đó. Đây. 34m đồ nó tầng carbon hết nha anh em, không có phíp nha anh em. Lô này về không có lại về phíp như này, hàng hàng lửa nha anh em. Đó anh em nhìn nha. Đây, còn cái lô bên đây nữa. Cái cây kéo này bỏ đâu rồi ta? Mình kiếm cái kéo không, cắt cái thùng này cho anh em xem luôn. Kéo đâu mất mẹ rồi. Đây anh em, ưu tiên cho anh em làm lô trước nha. Ưu tiên cho anh em làm lô trước, anh em nào làm thì làm inbox cho em. Đó, anh em mua hàng, anh em được xem trực tiếp như đây là quá ok rồi. Em là em chỉ nhìn bó thôi, nhìn bó em nhìn mù mờ lắm, ảnh hình ảnh không có được thật ghê đâu, hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Đây là luôn cần carbon hết nha anh em, tất cả carbon hết. Đây cái gì đây, suốt 4,5m nè. Sáu 5,3 ISO phen lớn nè, rút ngẫu nhiên một vài cây nha. Đây 5,5m full hộp nè. Súp 25 3,9 nè. Còn thấy có hàng đẹp ở dưới đó nha anh em, thấy có hàng hệ trong đây rồi đấy. Súp đít đờ nha anh em, 425ST nha. Đầu lồng đẹp hình thể rai nè. Đó, súp 3,9. Súp 25 4,5m. ISO phen lớn 5,5m4. Suốt bon súp Nissin 5,4. Trời ơi cái Nissin những cái này VIP luôn nè. Đó, con bó này gì đây? Súp Shimano 425EST. Súp Sirius 1,2. Đó. Những cái gì đây? Rút luôn. Đây. Arocat 4,5DST. DST súp quen xít. Shimano ISO căn lớn Shimano đời mới, súp Arocat DST 3,9 hai da, Extra 27 405. Đây là HT Power Lớp. Đây sơ bộ nha, luôn còn dưới này nhiều lắm nha nè, thì sơ lược có gì thế thôi, còn dưới kia thì không biết được. Nó xin xúc nước xin còn mấy cây dưới này nè, còn cái bộ bài lớp dưới này nè. Đó, thực trạng là như thế nha nè. Rồi sẽ ưu tiên anh em nào làm lô trước nha, anh em nào làm lô trước inbox cho em. Đây làm lô inbox trước cho em, không thể nha.